lạy đấng chí cao, thật tốt đẹp biết bao khi ca ngợi Đức Jehovah và chúc tụng danh của Ngài, rao truyền lòng nhân từ Chúa vào mỗi buổi sáng và sự thành tín của Ngài vào ban đêm, trên nhạc cụ 10 giây và trên đàn hạt hòa với đàn lia, vì Đức Jehovah Ngài đã làm cho con vui vẻ bởi công việc của Ngài và mừng rỡ về các công tác của tay Ngài, và Ngài được tôn cao mãi mãi. Amen. Vậy đây chúng ta hãy đến và tôn vinh Ngài, hãy tôn vinh Ngài, hồn ta hỡi hãy ca ngợi Jehovah. Amen. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Hãy tôn vinh Ngài,
Ngài đáng sợ thay, quyền năng Ngài vĩ đại thay, các kẻ thù đều quy phục dưới Ngài. Cả trái đất đều thờ lạy Chúa, họ ca ngợi Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Amen. Cùng nhau ca vang danh Chúa Jehovah Sikino, vì Ngài là Thượng Đế đấng công bình muôn đời. Amen. Thank you.
cùng nhau tung hô danh Giê-hô-va chí cao. Cảm ơn Ngài Trời. Lạy Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua của chúng con, là Đức Chúa Trời của chúng con. Ngay cả con chim sẻ còn tìm được một nơi để ở, và chim én còn kiếm được một chỗ để làm tổ để con, là nơi gần bàn thờ của Chúa. Thật phước cho người nào được ở trong nhà của Chúa, họ sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Phước cho người nào được sức lực nơi Chúa, và lòng họ hướng về con đường dẫn đến Sion. Đang đi qua chúng khóc lóc, chúng ấy sẽ trở nên những suối nước, mưa sớm cũng phủ phước cho nó, và họ đi tới, sức lực ngày càng gia tăng. Thật là phước cho người nào được ở trong nhà của Chúa, sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi, và dầu khi đi trong chủng muốn chết thì cũng chẳng sợ tai họ nào, bởi vì Chúa Ngài ở cùng chúng ta. Và Ngài nói rằng càng đi tới sức lực ngày càng gia tăng. Hallelujah. Nguyện đồng lòng hát ca cùng nhau chúc tôn Ngài, hòa nhịp đàn ca ngợi danh vua thánh. Ngài là vua đời đời chí cao, nào ta hãy thờ tôn dâng lên Ngài tin yêu từ tâm hồn ta. Hãy
Nguyện xin Chúa Ngài lắng tai nghe những lời ca tiếng hát của chúng con. Những ai đang thờ phượng Chúa hết lòng, con tin chắc rằng Đức Thánh Linh Ngài đang đầy dẫy tại nơi này, đầy dẫy trong tấm lòng của những ai đang thực sự hát với bằng cả tấm lòng của mình để ca ngợi Ngài. Chúa ơi, giờ này chúng con đến với Chúa, chúng con cầu nguyện với Ngài để thưa chuyện với Chúa. Xin Chúa Ngài cứu giúp cuộc đời chúng con, bởi vì chúng con biết rằng trong tất cả chúng con không ai mà không cần Ngài. Chúa ơi, bởi vì chúng con yếu đuối, chúng con cần sức lực của Ngài nâng đỡ chúng con, thêm sức cho chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa trong lời cầu nguyện, chúng con dâng những nhu cầu, trình dâng những gánh nặng của chúng con lên cho Ngài. Xin Chúa Ngài nâng đỡ chúng con, bởi vì Chúa Ngài khích lệ chúng con rằng hãy trao gánh nặng của chúng con cho Ngài, thì Chúa Ngài sẽ nâng đỡ chúng con, và Ngài sẽ không để cho người công chính của Ngài phải bị hổ thẹn. Giờ này tôi khích lệ chị em hãy dâng tấm lòng của mình lên cho Chúa, hãy trình dâng những nhu cầu của mình lên cho Chúa, hãy trao gánh nặng của mình lên cho Chúa, và hãy trao tài chính của mình lên cho Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời là Jehovah Jireh, Đức Chúa Trời là Jehovah Rapha, Đức Chúa Trời là Jehovah Shalom. Chúng ta cần gì, chúng ta đến với Ngài, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Có điều gì đang ngăn trở anh chị em đến với Chúa, hãy ăn năn, hãy ăn năn tội lỗi của mình, hạ mình trước mặt Ngài và tìm kiếm mặt Ngài. Ngài sẵn sàng tha thứ khi anh chị em ăn năn những công việc chết của mình. Hãy hạ mình xuống những cánh tay quyền năng của Ngài, thì Chúa Ngài sẽ nhấc anh em lên. Giờ này chúng ta sẽ dành thì giờ để cầu nguyện với Chúa. Thank you.
Jehovah là nơi ẩn náu cho người bị áp bức, là chốn nương thân trong lúc gian truân. Lạy Đức Jehovah, những người biết danh Ngài sẽ tin cậy Ngài, vì Ngài chẳng từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ có quên con mình, nhưng Chúa không bao giờ quên con. Amen. Chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa với một niềm tin rằng Chúa, Ngài sẽ không bao giờ quên chúng ta. Dù người mẹ của chúng ta có thể không thương chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta. Con vẫn tin Ngài, dù khi gặp cảnh khổ nào, hoặc nơi an tĩnh, hay chìm trong bể thẳm sâu. Con sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời, hằng chăm nom con mọi nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sáng ngày hôm nay, những lời cầu nguyện đẹp lòng Ngài, những sự ăn năn đẹp lòng Ngài, Chúa ơi, xin Ngài nhất chúng con lên, Ngài ban sức lực tươi mới của Ngài cho chúng con. Chúng con nguyện bước đi với Ngài, xin Chúa Ngài mở cho chúng con những cánh cửa mới, những cánh cửa mới trong cuộc đời của chúng con, những cánh cửa mới trong công việc hầu việc Ngài, những cánh cửa mới tài chính của chúng con, những cánh cửa mới trong sức khỏe của chúng con, những cánh cửa mới trong mối quan hệ của chúng con. Để cuộc đời chúng con không phải là một đời sống cũ kỹ, nhưng mà một đời sống được tươi mới trong quyền năng thánh linh của Ngài. Trong đại dương sâu hơn.
mạnh mẽ để rao truyền tình yêu của Ngài đến với cho mọi người, Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ hội thánh của chúng con, để những anh chị em trong chúng con và chính mình con tại nơi này nữa sẽ là chứng nhân cho Ngài, Chúa. Sẽ là muối của đất và là ánh sáng của thế gian này.